Chỉ mới bước vào đầu mùa mưa bão nhưng đã xảy ra nhiều sự cố với hệ thống đê điều của Hà Nội. Trong đó, sạt lở nghiêm trọng nhất phải kể đến tuyến đê sông Bùi, đoạn qua xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ. Nơi đây được đón lũ rừng chảy về, lưu lượng nước đổ về lớn, cuốn trôi hoa màu, nhà cửa và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Nằm phía ngoài đê sông Bùi, những ngày này, gia đình ông Đỗ Viết Muôn như mất ăn mất ngủ khi xuất hiện thêm những vết nứt mới trong vườn. Đất đai, vườn tược ông cha để lại đã dần bị thu hẹp sau mỗi trận mưa. Tình trạng sụt lún ngày càng tiếp diễn nghiêm trọng khiến những cố gắng của gia đình ông đổ sông, đổ biển. Nỗi lo mất nhà ngày càng lớn dần khi mùa mưa bão đã bắt đầu. Tự nó lây ra từ chịu không động gợn gì đấy nó. Cứ mùa nước là bắt đầu mùa nước là nó nứt như thế kia. Nhà thì ở gần nó sạt lở mất rồi. Đêm đang ngủ nghĩa là mưa to nó nổ dập đất đánh dâm một cái. Nghĩa là trong nhà không tưởng là đổ cái gì nhưng ra là nó nở cả bùi tre xuống sông, cả các cây cối to xuống sông đấy. Thì theo bây giờ nó cứ theo các cái đường rịa này nó quấn luôn vào tận trong bếp rồi. Thì chứ gì là tất cả những gì nhà hỗ trợ mang tất ra để kè nhưng mà nó không được. Những vết nứt ngang dọc ở thôn 5 khiến nhiều bờ tường trở sập. Thậm chí, dàn bếp của ông Đào Viết Khang nay chỉ còn trơ móng. Mưa lũ bất thường khiến nước sông Bùi thường xuyên dâng cao, kéo sập cả ngôi nhà của ông. Thấy tự nhiên đã thấy một cái khu đất này tự nhiên nó lại sập xuống, thế là hai vợ chồng mấy đứa con nhỏ sợ quá vội vàng đi kêu hàng xóm người ta ra, thế là người ta dỡ đồ đạc ở trong nhà các thứ người ta chuyển ra hộ. Từ ngày mặt đê sông Bùi được gia cố bằng việc đổ bê tông, tình trạng sạt lở, mối mọt làm tổ trong thân đê gây sụt lún mặt đê đã được hạn chế. Tuy nhiên, từ sau cơn bão số 5, số 6 năm 2013 và những trận mưa lớn đầu mùa, tình trạng sạt trượt mái đê tại xã Quảng Bị diễn ra nghiêm trọng. Cụ thể tại km 10 400, km 13 và km 13 600 bị sạt lở mái, ăn sâu vào mép đường bê tông, gây mất an toàn đê điều. Điều đáng nói tại những nơi đang xảy ra sự cố chính là chỗ từng bị vỡ vào năm 1971, khiến người dân lo lắng. Do đặc điểm đón lũ rừng ngang nên rất hung dữ, lưu lượng nước đổ về đây thường rất lớn. Có thể ở khu vực này trời đang nắng, dòng sông hiền hòa. Tuy nhiên nếu ở khu vực Hòa Bình mà trời đổ mưa thì chỉ trong một thời gian ngắn, ở khu vực này có thể đạt mức báo động 2, báo động 3. Và điều này đã gây ra tình trạng sạt lở rất lớn ở khu vực này. Đối phó những tình hình khi mưa lũ xảy ra là đã xây dựng cái phương án phòng chống lũ bão úng, có một cái tiểu ban là chuyên phòng hộ cứu dân để túc trực và có một cái bộ phận về công tác tuyên truyền ở trong khu vực của dân cư ở ven đê. Bờ kè là giải pháp lâu dài mà người dân mong muốn để ngăn chặn tình trạng sạt lở. Trong khi chờ đợi một dự án như vậy, người dân nơi đây vẫn ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm, dù đó chỉ là một trận mưa lớn.